enggak. Gitu ya. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khán giả, thay mặt ban tổ chức giải vật truyền thống xã Cận Huế năm 2019, tôi xin thông qua nội dung thi đấu và cơ cấu giải vật năm 2019. Để giải vật dân tộc truyền thống xã Cận Huế mùa xuân Kỷ Hợi 2019 đạt kết quả tốt đẹp, mang tính vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, trung thực và cao thượng. Để giúp ban tổ chức, tổ trọng tài điều hành các trận thi đấu trong giải, các đoàn vận động viên tham gia thi đấu thực hiện tốt các quy định, ban tổ chức thống nhất một số nội dung như sau. Một, vật chất tộc không phân biệt hạng cân, nửa tuổi, mọi người có sức khỏe, có tinh thần thể thao đều được tham gia thi đấu. Hai, thể thức thi đấu lèo trong hai, ngoài hai, giải trong ba, ngoài ba, không có lèo vào giải. Các đồ vật khi đã có lèo đều được tham gia thi đấu giải. Khi đồ vật nếu bị thua ở giải này không được tham gia thi đấu ở giải khác mà chỉ được thi đấu các lèo tiếp theo. Ba, thắng thua tránh bụng hai vai đấm chấm thảm bổng toàn thân khỏi mặt đất là thua, thắng thua cho trọng tài chính trên sân quyết định. Sau khi thi đấu hai hiệp chính và một hiệp phụ không phân thua thắng bại, cả hai đồ vật đều không bị trọng tài nhắc nhở sẽ tiến hành cân, bên nào có chỗ cân ít hơn sẽ trở lại. Bốn, khi thi đấu, việc tham gia thi đấu phải cho lãnh đội trực tiếp đăng ký với ban tổ chức. Vận động viên phải mặc quần đùi đóng khâu ba do ban tổ chức trang bị. Trước khi thi đấu phải xe đài. Khi vật được cầm hố đối phương tuyệt đối không được đánh nguy hiểm, không được chạy ra ngoài giới khi đang chung nhịp. Nếu có tình chạy ra ngoài giới ba lần sẽ bị cảnh cáo. Phải tuyệt đối chấp hành theo lệnh của trọng tài trên sân. Khi chính thức đăng ký thi đấu hoặc đăng thi đấu chưa thực hiện, ban tổ chức gọi lên giới 3 lần mà vận động viên không nên sẽ bị chịu thua hoặc bị hủy vào trận đấu nếu không có lý do chính đáng. Tuyệt đối không được dàn xếp thi đấu, nếu ban tổ chức phát hiện sẽ bị đình chỉ trận đấu. Mời kiến nghị khiếu nại phải do lãnh đội trực tiếp gặp ban tổ chức. Trong quá trình tổ chức thi đấu, các diễn biến trong khu vực của giải, mời phát sinh ngoài quyết định trên, ban tổ chức sẽ hội ý và ra quyết định bổ sung cho phù hợp. Trên đây là một số nội quy để ban tổ chức căn cứ điều hành và các đoàn vận động viên thực hiện trong quá trình thi đấu. Về cơ cấu giải vật truyền thống mùa xuân Kỷ Hợi 2019, trong khuôn khổ giải vật truyền thống xã Cận Huế xuân Kỷ Hợi, ban tổ chức thống nhất cơ cấu giải như sau. Giải chính gồm 3 giải, nhất, nhì, ba, dành cho mọi đối tượng đều được tham gia thi đấu. Giải nhất, ban tổ chức 8 triệu đồng, hội doanh nghiệp xã Cận Huế đồng tài trợ 5 triệu đồng, công ty sản xuất bánh kẹo Hiệp Thành Lợi đồng tài trợ 2 triệu đồng. Giải nhì, ban tổ chức giải 6 triệu đồng, trường sản xuất đồ gỗ Hợp Tuyết đồng tài trợ 2 triệu đồng, doanh nghiệp sản xuất Bạch Nha Phạm Bình tài trợ 2 triệu đồng. Giải 3, ban tổ chức giải 5 triệu đồng, công ty bánh kẹo Việt Nam đồng tài trợ 5 triệu đồng, công ty sản xuất bánh kẹo Đức Thịnh đồng tài trợ 2 triệu đồng. Giải phụ gồm 3 giải, một giải phong trào dành riêng cho vận động viên là người của địa phương, không phân biệt hạng cân, nửa tuổi, không có thành tích trong môn vật, không được tập huấn tập trung tại các trung tâm huấn luyện vật, gồm siêu thị điện máy Nagasaki,
tài trợ bằng hiện vật, một điều hòa, một máy giặt trị giá 11 triệu đồng và một phiếu hát karaoke tại quán hát karaoke 50 gram trị giá 2 triệu đồng. Cửa hàng vật liệu xây dựng Phạm Toàn đồng tài trợ 500 ngàn đồng. Anh Hà Hà Nội tài trợ 1 triệu đồng. Giải dành cho các vận động viên lớn tuổi là người địa phương có độ tuổi từ 45 tuổi trở lên, tức là sinh từ năm 1974 trở về trước, không có thành tích trong quần vợt, không được huấn luyện tập trung tại các trung tâm huấn luyện vợt. Giải vật này do công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Đức Phương tài trợ 10 triệu đồng. Cửa hàng vật liệu xây dựng Phạm Toàn đồng tài trợ 500 ngàn đồng. Giải này ban tổ chức quy định không phải phần nào. Giải thiếu niên dành cho các thiếu niên ở địa phương có độ tuổi từ 15 tuổi trở xuống, sinh năm 2004 trở lại. Giải này cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Cát Quế tài trợ 2 triệu đồng. Cửa hàng vật liệu xây dựng Phạm Toàn đồng tài trợ 500 ngàn đồng. Anh Hà Hà Nội tài trợ 1 triệu đồng. Ngoài ra ban tổ chức còn treo nhiều lèo, mỗi lèo trị giá 200 ngàn đồng và tiếp tục tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức và cá nhân bổ sung vào các giải thêm nguồn vào. Vậy ban tổ chức thông báo cơ cấu giải để các đoàn, các vận động viên và toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khán giả được biết cùng theo dõi và cổ vũ động viên. Thay mặt ban tổ chức giải, tôi xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý vị khán giả, các đoàn vận động viên tới dự giải vật truyền thống địa phương tại Cát Quế Xuân Kỷ Hợi. Xin chúc giải vật thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.